và một sáng tác của thầy Thích Huệ Thông, Mừng Ánh Đạo. Và ca khúc này xin mời tất cả quý vị cùng gặp gỡ qua phần thể hiện của nữ nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Dạ, con kính lễ quý sư thầy cùng tất cả quý Phật tử lời chào trân trọng và thân thương nhất ạ. Vâng, và đến với mùa Phật đản năm nay, Thoại Mỹ xin gửi đến tất cả quý vị bài Tân Cổ Giao Duyên của thầy Thích Huệ Thông, được mang tên Mừng Ánh Đạo. Vỗ tay dùm cho Thoại Mỹ cái ạ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vang tiếng nhạc hoàng cung hân hoan, tìm chim bao thấy voi sáo nhà, khai hồng bên hữu của hoàng hậu Ma Gia, tình phan dương biết tin vui mừng, nơi cánh lâm tỳ đi đó vô tòa hoa sen làm cho muôn chúng sanh hát câu an lành. Anh bình minh vừa hé trên giường lâm tỳ ni, như tô điểm thêm sắc màu rực rỡ. Hoa nở chim kêu rộn ràng hương sắc, vũ trụ nhân sinh chào đón lành từ vô lượng kiếp xa xưa, nay tái hiện lại cõi ta bà cứu độ. Trên cung trời hòa khúc nhạc ngân vang, dưới long cung có chính rồng phun nước. Dược cung thành tìm chân
thành đã thấy cảnh chúng sinh dễ đầy đau khổ. Bốn cảnh thương tâm sanh già bệnh chết đã thúc giục Ngài phải ra đi tìm đạo. Lầu vàng gác ngọc cùng xa nặc dược thành tên núi tuyết khổ tu rộng ra sáu mùa nơi khổ hạnh lắm vẫn không tìm thấy con đường thoát ly sanh tử. Thay đổi cách tu tư duy chánh niệm thọ dụng bát sữa của sư già ta cho thân thể không hao mòn. Lực tạo thành của mỗi chúng sanh ánh sáng phá tan màn đêm u tối giác ngộ tròn đầy Phật hiệu Thích Ca. Cõi ta bà giờ đây được tràn đầy hạnh phúc vì nguồn cội chân như rưới khắp đất muôn loài. 49 năm ngày thuyết pháp độ sanh không phân biệt sang hèn cao, đóa hoa sen trong anh tự quang tỏa khắp hương đạo Phật đã lưu mãi đến ngàn sao. Dạ nữa hả?